cá chép hóa rồng, bứt phá ngoạn mục, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, ông tổ dòng họ ban cho lộc lớn, trúng số liên tiếp, 100 tỷ cầm tay. Kính thưa quý cô bác anh chị, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Giáp Thìn 1964. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Giáp Thìn 1964 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao vào đội ngũ ban biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, cũng như công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nệ nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật cũng như sẽ cô động chắc lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi của 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác, để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý cô bác anh chị Giáp Thìn 1964 thông cảm, hoan hỉ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng tử vi việc ngày một phát triển. Quý cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người quý cô bác anh chị Giáp Thìn 1964 nhé. Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị, và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Giáp Thìn 1964 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Cá chép hóa rồng, bứt phá ngoạn mục, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, ông tổ dòng họ ban cho lộc lớn, trúng số liên tiếp, 100 tỷ cầm tay. Và đầu tiên, xin mời quý cô bác anh chị Giáp Thìn 1964 cùng lắng nghe luận giải tổng quan tử vi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Giáp Thìn là một trong những con giáp có tính cách rất độc lập, tự tin và chủ động trong cuộc sống. Giáp Thìn luôn có những quan điểm riêng và không ngại thể hiện chúng. Giáp Thìn cũng là người có tài năng sáng tạo và khả năng lãnh đạo cao. Giáp Thìn thường được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng bởi những thành công mà Giáp Thìn đạt được. Tuy nhiên, vào 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này, thì tuổi Giáp Thìn sẽ gặp phải một số thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Theo tử vi học cho hay, thì có thiên hình nhập mệnh, vô tình khiến cho Giáp Thìn trở nên hướng nội hơn, không muốn giao tiếp với mọi người như trước đây. Giáp Thìn cảm thấy cần nhiều thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Giáp Thìn cũng không muốn người khác xen vào việc của mình. Bản mệnh thích làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cho kết quả. Điều này có thể gây ra những hiểu lầm và xích mích với người xung quanh. Những ý kiến góp ý của người khác trong thời gian này sẽ bị bản mệnh bỏ qua hoặc phản ứng gay gắt. Nhiều người cảm thấy bị tổn thương hoặc bực bội vì hành động này của Giáp Thìn. Ngoài ra, tự hình còn khiến cho Giáp Thìn có xu hướng ép người khác làm theo ý mình. Bản mệnh tin rằng mình luôn đúng và không chịu học hỏi hay lắng nghe bất cứ kinh nghiệm nào từ người khác. Điều này sẽ làm cho Giáp Thìn mất đi sự tôn trọng và tin tưởng của người xung quanh, đặc biệt là người đồng nghiệp hoặc cấp trên. Vì vậy, Giáp Thìn cần phải tỉnh táo để điều chỉnh lại tâm lý của mình nhé. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, bản mệnh nên biết cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, đồng thời biết cách phối hợp và hợp tác với người xung quanh. Giáp Thìn cũng nên biết cách kiểm soát cảm xúc của mình mà không nên quá cáu kỉnh hoặc kiêu căng. Giáp Thìn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ NEU. Giáp Thìn biết cách thể hiện sự khiêm tốn và cởi mở đó. Còn về mặt tình cảm, Giáp Thìn cũng sẽ gặp phải những khó khăn trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này. Theo tử vi thì có thiên quan đến nhập mệnh, chính vì thế Giáp Thìn trong tháng này không phân minh rõ ràng trong mọi chuyện. Bản mệnh có thể bị mắc những sai lầm hoặc nhầm lẫn trong tình yêu. Giáp Thìn cũng có thể bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp hoặc không lành mạnh. Vì vậy, tính chủ cần phải cẩn thận và tỉnh táo trong việc đối nhân xử thế nhé, và nên tránh những hành động vội vàng hoặc thiếu suy nghĩ. Giáp Thìn cũng nên giữ gìn sự trung thành và chân thành với người yêu hoặc vợ chồng của mình. Lúc này bản mệnh nên biết cách bày tỏ tình cảm,
và quan tâm đến người mình yêu, đồng thời giải quyết những vấn đề một cách hòa nhã và linh hoạt nhất có thể. Còn về khía cạnh sức khỏe, thì Giáp Thìn cũng không nên lơ là khi có Thái Tuế hung tinh mang điềm báo tai nạn bất ngờ trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này. Bản mệnh lúc này nên cẩn trọng trong khi xuất hành đi xa, đặc biệt là những chuyến đi đường dài hoặc đường xa, thì Giáp Thìn nên có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng cho những trường hợp không mong muốn có thể xảy ra. Giáp Thìn cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân, mà không nên làm việc quá sức hoặc ăn uống bừa bãi ra. Bản mệnh cũng nên duy trì một lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiêng khem những thói quen xấu nhé. Nhìn chung, trong tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng không dễ dàng cho tuổi Giáp Thìn. Giáp Thìn sẽ gặp phải nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, Minh Đường Tử Vi thấy bản mệnh biết cách điều chỉnh lại tâm lý, tôn trọng và hợp tác với người khác, bày tỏ tình cảm và quan tâm đến người yêu cẩn thận và chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Giáp Thìn sẽ có thể vượt qua những khó khăn đó và tiến bước về phía trước. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý cô bác anh chị Giáp Thìn cùng lắng nghe luận giải chi tiết về các phương diện, bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Thìn có thể gặp phải nhiều lo âu và trăn trở trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này. Bạn hãy yên tâm rằng, thực tế không đen tối như Giáp Thìn nghĩ. Giáp Thìn có thể nhìn vào những điểm sáng trong cuộc sống để tăng cường niềm tin và khí thế. Ví dụ, nếu Giáp Thìn đang kinh doanh, thì Giáp Thìn vẫn có thể duy trì được nguồn thu nhập ổn định và kiểm soát được chi phí. Điều này là rất khả quan so với người khác đang gặp khó khăn trong kinh tế. Nếu Giáp Thìn là người làm công ăn lương, thì bản mệnh nên giữ vững vị trí hiện tại và không nên có những thay đổi bừa bãi trong thời gian này. Bởi vì, nếu Giáp Thìn thay đổi việc làm một cách vội vàng, Giáp Thìn có thể rơi vào tình trạng thất nghiệp, mất đi nguồn thu nhập chính và gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới. Nếu Giáp Thìn muốn thay đổi công việc, Giáp Thìn cần có kế hoạch an toàn hơn bằng cách tích lũy một khoản tiền để duy trì cuộc sống trong một thời gian dài trước khi quyết định chuyển sang việc mới. Một tin vui cho quý bản mệnh Giáp Thìn là Thất Xích bay về phương Đông Bắc, mang theo cơ hội phát tài cho Giáp Thìn. Đây là thời cơ hiếm có mà quý bản mệnh không nên bỏ qua. Hãy nhanh chóng nắm bắt lấy những cơ hội này để tăng thu nhập và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, Giáp Thìn cũng không nên ham muốn kiếm tiền nhanh chóng nhé, mà quên đi sự bền vững và an toàn. Giáp Thìn nên học cách kiếm tiền chậm mà chắc, với tầm nhìn dài hạn ít nhất là 5 đến 10 năm, để tránh rơi vào những cái bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Bạn hãy cẩn thận khi đầu tư vào những lĩnh vực quá rủi ro hoặc quá mới mẻ. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định nhé. Về phương diện sự nghiệp, quý bản mệnh Giáp Thìn là một trong những con giáp có tính cách kiên cường, chịu đựng, không ngại khó khăn. Tuy nhiên, trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, Giáp Thìn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và áp lực trong công việc. Tỷ kiên xuất hiện. Điều này nhắc nhở con giáp này luôn đề cao sự thận trọng, tỉnh táo và chủ động trong mọi hoạt động. Đầu tiên, Giáp Thìn cần phải biết phân bổ thời gian và công sức hợp lý cho các nhiệm vụ quan trọng. Việc gì có thể làm được thì hãy tiến hành ngay. Đừng nhờ dựa vào mọi người quá nhiều, vì họ cũng đang bận rộn với nhiệm vụ của mình. Nếu Giáp Thìn quá phụ thuộc vào người khác thì Giáp Thìn sẽ dễ bị động mà mất đi cơ hội và bị đánh giá thấp. Thứ hai là Giáp Thìn cần phải có tinh thần học hỏi và cải thiện bản thân. Một số ý kiến của Giáp Thìn có vẻ chủ quan, cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Vì tuổi Giáp Thìn thiếu đi sự lắng nghe, Giáp Thìn có góc nhìn khá thiển cận, trong khi đó thông tin lại liên tục được cập nhật thay đổi mỗi ngày. Hơn nữa, thái độ này khiến Giáp Thìn khó khăn hơn trong việc hợp tác với mọi người. Minh Đường Tử Vi gợi ý là quý bản mệnh đừng để vấn đề cảm xúc lấn át cả lý trí của mình nhé. Khi làm việc thì nên tập trung vào xử lý vấn đề công việc, đừng để những sự yêu thích của cá nhân gây ảnh hưởng tới kết quả chung. Giáp Thìn cũng nên biết cách lắng nghe ý kiến của người khác, đặc biệt là người có kinh nghiệm và uy tín. Đó là cách để Giáp Thìn mở rộng kiến thức, tăng cường kỹ năng và nâng cao hiệu quả công việc. Cuối cùng là Giáp Thìn cần phải có sự linh hoạt và điềm tĩnh trong giao tiếp. Cách tốt nhất để hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ xuất hiện trong tháng này là bản mệnh đừng để tâm đến tiểu tiết quá mức nhé, mà khiến Giáp Thìn thường xuyên có cảm giác khó chịu. Thay vào đó, bản mệnh hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh và thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi. Giáp Thìn cũng nên biết điều chỉnh tông giọng và ngôn ngữ khi giao tiếp với đối tác, khách hàng hay sếp. Đó là cách để Giáp Thìn tạo được ấn tượng tốt, tránh xung đột và duy trì mối quan hệ làm việc. Như vậy, quý bản mệnh Giáp Thìn trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này cần phải cẩn trọng trong công việc,
linh hoạt trong giao tiếp để có thể vượt qua những khó khăn và đạt được những thành công như mong muốn. Minh Đường tử vi chúc Giáp Thìn một tháng mới an lành, hạnh phúc. Về phương diện sức khỏe, quý bản mệnh Giáp Thìn trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này sẽ gặp phải nhiều áp lực tâm lý khiến cho quý bản mệnh không thể yên tâm và thoải mái. Điều này có thể do công việc, gia đình, tình cảm hay những vấn đề cá nhân khác. Nếu để tình trạng này kéo dài, thì bản mệnh sẽ rất dễ mắc các bệnh về tinh thần hay thần kinh. Để giải tỏa những lo âu và nỗi buồn, bản mệnh nên tìm cách xả stress một cách lành mạnh. Một trong những cách hiệu quả là viết ra hết những suy nghĩ của mình lên những trang giấy, sau đó xé nát hoặc đốt chúng đi. Đây là cách giúp Giáp Thìn vừa giải phóng tâm trí, vừa không để lại dấu vết cho người khác biết được những bí mật của Giáp Thìn đó. Trong tháng mới thì quý bản mệnh Giáp Thìn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân mình. Do là ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh, cho nên bản mệnh sẽ có nguy cơ bị ốm đau, suy nhược cơ thể. Để phòng tránh điều này, quý bản mệnh nên ăn uống điều độ, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, thái tuế hung tinh cũng xuất hiện trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, sẽ gây ra những rủi ro và tai nạn cho Giáp Thìn. Giáp Thìn vì thế nên hạn chế đi lại xa nhà, tránh những nơi đông người hay có nguy hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông, thì Giáp Thìn phải tuân thủ luật lệ và không uống rượu bia. Tháng mới cũng là thời điểm rất thuận lợi để cho Giáp Thìn làm sạch cơ thể và loại bỏ những độc tố tích tụ trong người, thì bản mệnh nên chọn những loại thực phẩm và đồ uống có tác dụng thanh lọc cơ thể như rau xanh, trà xanh, chanh, dưa hấu. Giáp Thìn cũng nên tránh ăn quá nhiều đồ chiên rán, ngọt, béo hay chất kích thích. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng không mấy thuận lợi cho tuổi Giáp Thìn. Trong các mối quan hệ xã hội thì tính chủ có thể dễ dàng gặp phải những xung đột, bất đồng ý kiến hay hiểu lầm với người xung quanh. Nguyên nhân có thể là do Giáp Thìn quá tự tin vào bản thân mà không biết điều tiết cách ăn nói hay hành động mình mà khiến cho người khác cảm thấy bị xúc phạm, khinh miệt hay là thiếu tôn trọng. Về luận tử vi tháng 3 âm lịch cho biết rõ rằng đây là một thời điểm tốt để Giáp Thìn cải thiện các mối quan hệ của mình. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm và lắng nghe người khác, đặc biệt là người yêu hoặc vợ chồng của Giáp Thìn. Bản mệnh có thể đã vô tình bỏ qua hoặc không hiểu được những mong muốn, suy nghĩ hay cảm xúc của họ. Hãy tạo ra những không gian riêng tư để hai người có thể trò chuyện, chia sẻ và giải quyết những vấn đề mà nó gây căng thẳng trong cuộc sống. Đồng thời, Giáp Thìn cũng nên tận dụng tháng này để thoải mái giải bày những điều mình muốn nói ra với một người bạn tâm giao hoặc một chuyên gia tâm lý nhé. Giáp Thìn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều khi có ai đó lắng nghe, đồng cảm với những khó khăn lo toan hay áp lực của Giáp Thìn. Đây là cách để Giáp Thìn tìm và giải tỏa tâm lý và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Thưa quý cô bác anh chị Giáp Thìn, sinh năm 1964, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Giáp Thìn, sinh năm 1964. Xin mời Giáp Thìn sinh năm 1964 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 theo tháng sinh, để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế nếu quý bản mệnh là người xã hội vào ngày tháng không may mắn, thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Vận mệnh của tuổi Giáp Thìn sinh tháng riêng, tức tháng 1 âm lịch, thì tháng riêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, cho nên người này cũng được hưởng nhiều vũ khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, và vận khí chuyển đổi hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn hưởng phúc tới già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, mà bạn phải tự lực cánh sinh dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả, khổ sở trên con đường lập nghiệp. Vận mệnh của Giáp Thìn sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, tuổi Giáp Thìn sinh tháng này có tính tự lập, tự cường, dũng cảm, gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền, họ là người có tài, có trí, lại dám nghĩ, dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, xây dựng sự nghiệp khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả,
thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. Vận mệnh của Giáp Thìn sinh 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Sinh vào 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, những chú rồng này có cuộc sống tiêu diêu an lạc cả đời, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Họ là người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng và có thể sẽ trở thành tầng lớp giàu có, thượng lưu, thông minh đỉnh ngộ, phong thái tiêu sao hiểu sâu biết rộng. Họ sống thoải mái và biết tận hưởng cuộc sống, cho nên dựa vào tài trí của mình để đi theo những ngành thiên về nghiên cứu. Tuy là trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn, cho nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ mà hóa hung thành cát. Hậu vận cực tốt, gia đạo an yên sung túc, giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói, vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh tháng 3 âm lịch khá tốt, có số an nhàn, có vũ khí ngập tràng. Tuy trong đời không có thành công rực rỡ nổi bật, nhưng nếu biết đủ thì bạn sẽ thấy cuộc sống rất tiêu diêu đó. Vận mệnh của Giáp Thìn sinh tháng 4 âm lịch. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 4 âm lịch này có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân luôn tay. Họ thường hay phải chịu chỉ đạo sai khiến của người khác mà không được tự do hành động hay là làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn, đủ mặc, chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội, không có địa vị cao, đa phần họ phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc là học lấy một nghề nào đó thật thành thục thì ắt sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần bạn chăm chỉ cần cù thì tuy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhận định là thắng lợi. Vận mệnh của Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch. Sinh vào tháng 5 âm lịch thì không được tốt lắm, song họ được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình. Họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, vũ khí vẫn còn, cho nên tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch vẫn an ổn, sống đến hết đời. Chính vì thế bạn hãy suy nghĩ lạc quan nhé, và tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế và không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Có câu, đức nhân thắng số. Vận mệnh của Giáp Thìn sinh tháng 6 âm lịch. Người sinh năm Giáp Thìn mà trúng vào tháng 6 âm lịch thì không được hưởng phúc, hương hỏa tổ tiên cũng không được người thân giúp đỡ. Nhưng bản thân họ là người thông minh, tài trí xuất sắc hơn người, cho nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều khó khăn vất vả, trung vận dần phát đạt hơn, tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già. Cuộc đời cắt nhiều không ít mà lại được quý nhân phù trợ nâng đỡ, cho nên bạn sẽ không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều trong đời người này không có số nắm quyền, tài năng trí tuệ hơn người, bạn còn có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín. Họ có nhiều bạn bè cũng có dũng khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc. Vận mệnh của Giáp Thìn sinh tháng 7 âm lịch. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập. Họ là người có khí chất bất phàm, thông minh, đỉnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời người này vì thế khá sung túc đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ồn ồn kéo tới không ngừng, số vượng tài, vượng lộc, tuổi già càng phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, sung vầy cùng con cháu, dũng khí cực vượng. Vận mệnh của Giáp Thìn sinh tháng 8 âm lịch. Người sinh tháng 8 âm lịch, năm Giáp sẽ có sức khỏe rất là tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, lanh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc thì họ là người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra ý tưởng độc đáo, có thể trở thành người lãnh đạo nắm quyền lực trong tay. Khi về già thì họ là người có địa vị trong xã hội, được người nể trọng. Có điều trên con đường sự nghiệp, đôi khi người này sẽ gặp phải những điều ngăn trở, chứ không được thuận lợi hay suôn sẻ. Tất cả tuy rằng có lúc nản lòng thối chí, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ đó mà gây dựng cơ nghiệp cho mình. Có thể nói, vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh tháng 8 âm lịch khá tốt, phúc lộc dồi dào. Tuy nhiên, họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, cho nên họ luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. Vận mệnh của Giáp Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là vào tiết hàng lộ, tuy rằng xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa mọi sự như ý.
Cát Tường cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 9 âm lịch là người có ý chí ham học hỏi, họ cần cù, chăm chỉ học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người và lại dũng cảm, cũng như kiên cường trên con đường sự nghiệp, có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu và cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình. Họ luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp. Nhờ đó mà họ giành được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của Giáp Thìn sinh tháng 10 âm lịch. Sinh tháng này là rơi vào tiết lập đông. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái, tự nhiên. Họ trải qua nhiều sóng gió, cuộc đời chịu nhiều vất vả. Nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất thanh thông. Xem vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh tháng 10 âm lịch thấy bạn chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàng không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình, mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận, vận khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích công chức, dừng giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể, tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc, họ làm việc ý chí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt và họ cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh buôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơm ăn, áo mặc đến già, phúc thọ song toàn hưởng lộc an nhàn. Vận mệnh của Giáp Thìn sinh tháng 11 âm lịch. Xin vào tháng này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa, trong đời chịu khổ cực, sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm tri kỷ, có chuyện buồn không nơi giải bày, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu an ủi. Duy nhất là sức khỏe tốt, tuy nhiều chuyện xảy ra nhưng cuộc đời được bình an vận mệnh như thế nào, có thể nói họ có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ, cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cho nên bạn cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình nhé, còn cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha, tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng. Mà ngược lại họ càng cố gắng hơn gấp nhiều lần ý, chí là điều rất quan trọng có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. Cuối cùng là vận mệnh Giáp Thìn sinh tháng Chạp, tức là tháng 12 âm lịch, sinh tháng này là rơi vào tiết tiểu hàn, tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn trắc trở, tuy nhiên họ vẫn khá tốt, được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy ngoan ngoãn. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 12 âm lịch, tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi gian tấn tới, có ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngăn trở, cho nên khó lòng thành công. Chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời. Con cháu trong nhà yêu thương hòa thuận, tuy kinh tế không mấy khá giả, những phẩm cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ. Biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Kính thưa quý cô bác anh chị thân mến, chúng ta mong cầu có được cuộc đời an yên nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được phương hướng. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên để giúp ta tìm được bến đỗ tâm linh vững chắc cho cuộc đời mình. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩa làm gì khi đã thấy chân như, hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi người đều phải tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. 3. Con đường là tự mình đi, cẩn thận chút đừng để ngã, bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau chút đó là điều nên làm, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút thoải mái trong lòng, phiền não là tự mình chuốc lấy, quên nó đi, đừng quấn lấy mãi, tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản có tấm lòng yêu thương, tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành. Cần thuần khiết đơn giản, thành công thì phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả, thất bại là khó tránh, nghĩ thoáng chút, cần chấp nhận. 4. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại bạn nên ban tặng san sẻ những gì mình có cho người khác, đó mới là hạnh phúc, bản thân hạnh phúc tất vận mệnh sẽ tươi đẹp. 5. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới, hãy quán chiếu sự sống. Trong giờ phút hiện tại, kẻ thất giả an trú, vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả,
6. Nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bệnh, người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. 7. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm còn viên mãn hay không phải tùy duyên. 8. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. 11. Vạn pháp duy tâm tạo, con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. 12. Có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy. Khi bạn vui hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 13. Nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bệnh, người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác, sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. 14. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 15. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 16. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. 17. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 18. Người có trí tuệ hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc, từng tí một, từng cái một và từng lúc lúc một. 19. Thiền định mang lại sự thông tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh, hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ. 20. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão, những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 21. Buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bê bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. 22. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 23. Những ai phá hủy được cội nguồn của sự ghen tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn. 24. Để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. 25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại. 26. Chỉ cần tự giác tâm an, thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt, nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. 27. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 28. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 29. Không thể nào tìm thấy được hạnh phúc nếu chúng ta không nhìn vào hiện thực mà chỉ biết đuổi theo giá. Hiện thực không tốt đẹp cũng chẳng xấu xa gì cả. Vạn vật là như thế, không thể nào đúng với ý mình mong muốn là phải như thế. Quán thấy và chấp nhận điều ấy chính là một trong những chiếc chìa khóa mang lại hạnh phúc. 30. Cả đời này đã định sẵn chúng ta không mang theo được cái gì. Vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này, giác ngộ vào lúc này vậy. Đó là điều khiến con người thanh thản. 31. Không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ. 32. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 33. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc, gian nan vất vả. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cả xê nhận được sự yên tĩnh nơi tâm mình. Đó mới chính là ý nghĩa bình yên thật sự. 34. Đừng tìm kiếm những điều xa xôi, hãy nhìn vào trái tim của chính bạn. Bình yên không phải là những thứ thế giới ngoài kia đem đến cho bạn, bình yên tồn tại trong sâu thẳm bên trong trái tim bạn. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết từ ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót,
Nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kinh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Minh Đường Tử Vi chúc quý cô bác anh chị Giáp Thìn, sinh năm 1964 Ngân Hàng, được thật nhiều phước lành, sống đời bình an hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.